Thời gian gần đây, việc học online của các con đang khiến cho các mẹ lo lắng bởi thời gian ngồi máy tính lâu, ảnh hưởng đến thị giác. Nghiên cứu chỉ ra rằng, làm việc với các phương tiện có màn hình ở cự ly gần trên 7 giờ một ngày thì tiến triển của cận thị sau 5 năm khoảng 70%. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 4 nhóm dinh dưỡng được khuyên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để mắt luôn khỏe mạnh, gồm nhóm thực phẩm chứa nhiều vitamin A như gan động vật, rau quả có màu xanh đỏ, vàng như các loại trái cây, đu đủ, xoài, dưa hấu, cà chua, cà rốt, gấc, lòng đỏ trứng gà, dầu cá. Nhóm thực phẩm chứa nhiều kẽm như ngao, sò, tôm, cua, cá, thịt bò, rau lá xanh đậm và các loại hạt. Nhóm thực phẩm chứa nhiều canxi và những thực phẩm giàu canxi như hải sản, trứng, gan, các loại hoa quả có múi như là cam, chanh, bưởi, quýt hoặc trong các loại rau lá xanh đậm như bông cải xanh, cải bó xôi. Nhóm thực phẩm chứa nhiều vitamin B có trong hạt điều, quả óc chó, chuối, quả bơ, bí ngô, gạo lứt, khoai lang, các loại đậu, thịt nạc. Để tốt cho đôi mắt của trẻ, mẹ nên bổ sung thêm những thực phẩm trên cho trẻ khi học trực tuyến.